Ngày 14 tháng 6 năm 2019, Công đoàn Việt Tiên Banh đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn năm 2019 cho cán bộ công đoàn đến từ 176 công đoàn cơ sở toàn hệ thống Việt Tiên Banh qua hình thức hội nghị trực tuyến. Tham dự hội nghị về phía khách mời có tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, trưởng khoa công đoàn, trường đại học công đoàn, thạc sĩ Lê Anh Thủy, giảng viên chính khoa công đoàn, trường đại học công đoàn. Về phía Việt Tiên Banh có đồng chí Trần Kiên Cường, phó bí thư thường trực đảng ủy, Đồng chí Phạm Anh Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Việt Tiên Bình, cùng các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và cán bộ đầu mối các công đoàn cơ sở tại 160 điểm cầu, phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Kim Cường bày tỏ tin tưởng sau hội nghị tập huấn, các cán bộ công đoàn sẽ nắm bắt được những kiến thức mới và thiết thực, từ đó triển khai thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, nỗ lực đạt nhiều thành tích góp phần hoàn thành kế hoạch kinh doanh của đơn vị và thắng lợi chung của toàn hệ thống Việt Bình. Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn truyền đạt nội dung tập huấn nghiệp vụ đối với Chủ tịch Công đoàn Cơ sở để triển khai thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn tại Công đoàn Cơ sở. Bên cạnh đó, Thạc sĩ Lê Anh Thủy cũng truyền đạt các nội dung tập huấn về kỹ năng triển khai thực hiện chức năng, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, công tác vận động, tổ chức các hoạt động nữ công. Đây là những kỹ năng cần thiết nhằm nâng cao trình độ, năng lực hoạt động của các chủ tịch công đoàn cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở trong từng đơn vị. Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Trung Hậu, phó tránh văn phòng công đoàn Việt Banh đã hướng dẫn đội thẻ đoàn viên và triển khai phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Việt Banh nâng giá trị cuộc sống.